chương trình Asia Channel ngày hôm nay. Thưa quý vị, một chương trình rất vui vì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ những người đứng ở đằng sau những người ca sĩ trong các màn trình diễn mà quý vị thấy, đặc biệt là những màn vũ đạo. Và cô Kim Loan cùng cô Vi Nguyễn ngày hôm nay. Chào Tâm Loan. Chào chị. Chào Kim Loan. Chào Vi. Con chào quý vị khán giả. Chào cô. Kim Loan xin kính chào quý vị khán giả và em chào chị Tâm Loan. Một lần nữa Hữu Trì xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào Tâm Loan. Chào anh. Mọi người đã hoàn hồn lại sau cái hai cái chương trình liên tục, mà chương trình Tết của SBTN, và ngay sau đó là Tết của đêm giao thừa ở chùa Điều Ngự. Thưa quý vị, hai chương trình quý vị vừa xem thì cả anh em nghệ sĩ đều làm việc tất bật, mà ai cũng bị bệnh hết, nhất là cái đêm giao thừa thì quý vị biết rất là lạnh. Mà cái đêm đó Tâm Đoan nhớ là cái bài hát của Tâm Đoan là hai mấy cô này phải mặc mấy cái yếm rất là mỏng mà vừa múa mà vừa lạnh rung cầm cập. Đứng standby trên sân khấu cầm cái quạt mà chị thấy Vi đứng cầm cái quạt rung. Tội nghiệp. Rồi bạn của chị thì coi trực tiếp truyền hình từ ở nhà đó. Dạ. Thì có kể lại là nói mấy người múa của chị sao mà đứng trên sân khấu cầm quạt múa mà họ vừa múa mà vừa ho. Tại vì cái cường độ làm việc phải nói là quá sức của mấy em, và quá sức tưởng tượng đến mức độ mà chị ngoài hai cái show đó thì tụi này cũng còn nhận một số show ở ngoài nữa. Năm ra thì cho nên đến mức độ mà chị không có schedule cho các em là ngày hôm nay tập cái gì đó, mà cứ step by step, tức là cứ xong cái này rồi tiếp đến khi nào mà hết sức thì thôi. Nhưng mà cũng rất là mừng là cuối cùng thì tất cả những cái bài múa cũng được hoàn thành tốt đẹp. Mà quý vị biết là các cô này cực hơn ca sĩ rất là nhiều, là vì ca sĩ mình chỉ lo cho cái màn trình diễn của mình thôi, thí dụ mình phải thuộc lòng cái bài hát của mình. Nhưng mà các cô á, có thể trong một ngày, trong một tuần mà phải thuộc rất là nhiều bài khác nhau, đang múa bài này phải nhảy qua múa bài khác. Thì quý vị thấy đó là một cái điều rất là professional. Tuy nhiên ở đây thì Tâm Đoan muốn giới thiệu đến quý vị biết một chút về cái background của mấy cô, là không phải em nào cũng xuất thân là gọi là nhà nghề mà vũ công đâu. Thưa quý vị, là Kim Loan ở đây á, ngoài cái vai trò mà quý vị thấy xuất hiện rất nhiều trong những cái bài múa của Trung tâm Asia, thì cô còn là người điều hợp chương trình cho chương trình giọng ca tài tử, mà anh em ở đằng sau hậu trường thường gọi là giọng ca tài xỉu. Ca xong là xỉu hả em? Em có thể cho quý vị biết một chút xíu về những cái công việc của em hàng ngày, đặc biệt là với giọng ca tài tử. Thì thực ra là em là cũng là một thầy cô bé thời tiết, làm về thời tiết cho. Đúng rồi, chị quên. Sorry. Em làm cô bé thời tiết trước. Sau đó em bắt đầu mới vô em làm về phụ assistant cho SBTN. Ok. Và sau đó anh Hồ có giao cho em về giúp với chương trình của giọng ca tài tử. À. Thì cái chương trình đó em thấy cũng khá là vui, tại vì nó nhiều lúc cái chương trình đó nó vui là cái là có nhiều người thức là thích hát, nhưng mà có nhiều người hát hay hoặc không hát hay, nhưng mà em nghĩ nó good cho là cái là có nhiều người họ thích được đi hát trên sân khấu, mà cũng đây là một cái điều kiện để có người ta thực hiện những cái mà sở thích của người ta và cái nguyện vọng của người ta được đứng sân khấu để hát cho khán giả. Điều đó rất là hay. Như vậy thì đối với em thì ai đã là cái người giúp em đầu tiên mà thực hiện được cái sở thích của em? Ở đây chị muốn nói đến là múa hả? Thì đối với em là đầu tiên mà người mà giúp cho em với cái sở thích này là anh chị chứ. Thì không, hay là tại vì lên đây rồi ảnh bắt phải nói vậy. Cũng nói thêm chút xíu về Loan. Dạ. Thì Loan
Lần đầu tiên tiếp xúc với Loan thì anh chị nhớ cách đây cũng 5-6 năm trước đúng không? Trong một cái lần mà Asia tuyển mấy người extra cho cái chương trình của Asia. Anh còn nhớ chương trình chủ đề gì? Lần đầu tiên Mùa hè rực rỡ. Mùa hè rực rỡ đúng không Loan nha. Thì cũng lúc đó thì Loan cũng còn bỡ ngỡ lắm đúng không? Nhưng mà thì từ đó thì cũng thông qua cái việc mà tham gia extra cho Asia thì nó mới được gặp anh Hồ, chị Vân thì mới vào Asia làm luôn cho tới bây giờ. Nhưng mà thì từ đó đến nay thì Loan rất là tiến bộ trong cái chuyên môn múa. Đương nhiên là chắc em cũng phải có em cũng phải có học múa qua đâu đúng không? Actually, từ nhỏ em cũng có học sơ sơ nhưng mà không có học nhiều, chỉ đi múa vui trong mấy cái cộng đồng thôi. Thì lúc mà em qua đây thì em có join vô một nhóm múa. Thì cái nhóm múa đó là của bên Lạc Hồng. Thì đầu tiên là em chung như Lạc Hồng trước một thời gian. Và sau đó em bắt đầu em mới gặp được anh Hữu Trị. Thì anh Hữu Trị cũng có nhận em vô để múa chung nhóm anh Hữu Trị. Thì đó thì em học hỏi được hai bên. Coi như là mỗi một lần tập chương trình, tập tiết mục với mấy em thì cũng là một cái dịp để training thêm mấy em, nhà thêm mấy cái bước mới hay là cái cho mấy em chút xíu về cái technique, cái kỹ thuật, và không nhiều nhưng mà mỗi thứ một chút thôi Loan thì cho đến bây giờ thì giống như Loan gần như là một cái người múa trắng của tụi này giỏi lắm. Dạ chị cũng thấy điều đó thưa quý vị. Là Kim Loan với lại Vi Nguyễn ở đây là hai người mà có thể nói là xuất hiện trong rất là nhiều nhạc phẩm khác nhau, và nếu chị nghe không có lầm thì hai em đôi lúc có phụ cho anh chị để mà nhắc hay là chỉ lại những cái động tác cho các cô khác nữa đúng không? Dạ đúng, tại vì sometimes anh chị ảnh có nhiều bài phải lo quá mà anh phải lo tới quần áo cho tụi em. Thì sometimes thì tụi em muốn giúp ảnh, phụ ảnh thêm cái gì đó nhờ lớp anh chị đang bận rộn. Vậy với Vi thì sao? Vi bắt đầu múa từ khi qua cái cơ hội nào? Dạ tại con thích múa nên cô Diệu Quyên giới thiệu con với anh chú Trị năm ngoái. Ok rồi giờ tự nhiên xưng con rồi cái đem ra cái cô phải kêu bằng con thì tâm đó không lớn tuổi lắm đâu quý vị. Nhưng mà tại vì vai vế trong nhà vì bé Vi gọi chị Diệu Quyên là cô, đúng là vai là cô đúng không, cho nên là gọi tâm đó bằng cô. Thì Vi có học múa qua không? Dạ có. Hồi năm nào và học múa? Có học lúc còn nhỏ 4 tuổi. Có học được 5-6 năm. Hèn chi Vi múa giỏi quá trời. Nhưng mà Vi học ba lê hay là? Ba lê dân gian. Ok, vậy là ngay lò của anh Hữu Trị rồi. Thì năm ngoái lần đầu tiên mà chị Diệu Quyên có nói là dạ chị ơi, chị có một đứa cháu ở Việt Nam mới qua mà rất là thích múa, thì em có muốn thử không? Thì chị nói ok, chị dẫn lên liền đi. Thì khi mà lần đầu tiên tôi xuống chị Vi thì cái ấn tượng đầu tiên là lúc đó Vi nó bé như con chuột nhỏ. Sao mà nhỏ quá chị Quyên, nhỏ vừa nhỏ. Lúc đó Vi mấy tuổi? 15 nhưng mà bé lắm. Chị nói sao nhỏ quá vậy chị Quyên, thì cũng try để cho múa thử. Thì thấy cổ múa rất là tốt, nên thấy có học múa. Dạ có học múa trước cho nên múa rất là tốt, thì rất là thông minh. Như vậy thì khi mà hai em múa với lại ca sĩ đó thì cảm thấy là cái trong những cái bài múa cái điều gì là khó khăn nhất? Thì theo em thấy nhiều lúc ca sĩ họ cũng bận rộn lắm. Thì sometimes những cái buổi tập thì ca sĩ không có tới được tại vì họ cũng có chuyện họ lo. Thì những lúc đó thì tụi em thì không có connect được với ca sĩ lúc tập giờ. Đương nhiên tại vì thời gian nó ít quá, không có tưởng được ra là ca sĩ sẽ đi chỗ nào để tụi em biết chị như hiểu thế nào. Thì lúc khó khăn thì lúc đó thì lúc lên sân khấu thì tụi em phải lúc đó cũng vừa giúp ca sĩ mà ca sĩ cũng phải giúp cho tụi em để tụi em biết được cái chỗ đứng khi mà đứng lên sân khấu, tại vì cái thời gian mình học như nó để tập dượt chung với nhau quá ít, nên đó là cái sự khó khăn của tụi em lúc mà lên sân khấu. Mà các em có một cái điều rất là dễ thương, tức là khi mà tập không có ca sĩ thì các em đứng cái đội hình nó cân bằng lắm Đoan. Thì khi mà bỏ ca sĩ lên thì sometimes thì ca sĩ họ quên đó Đoan. Thì họ move về phía bên trái thì các em nó move theo về phía bên trái. Move theo hết. Phải đi theo ca sĩ, ca sĩ đứng đâu thì em phải move theo cái đó. Vi thì sao? Vi thấy cái gì khó nhất? Cái áo là sao? Tại kỳ bữa chưa điều ngữ, đâu có biết là mặc cái áo mà múa bài qua đi chùa hương. Không biết là phải mặc yếm. Cho nên kind of mỏng, trời lạnh. Về phải cạo gió phải không? Mong là quý vị giữ màn hình của Asia Channel. Và khi trở lại thì mình sẽ bật mí về cá tính của nhà biên đạo múa Hữu Trị đây trong lúc mà tập dượt cho các cô. Xin cảm ơn quý vị.
quý vị đã trở lại với Asia Channel cùng với những vũ công của đoàn múa Asia và nhà biên đạo múa Hữu Trị. Sao anh nhìn em bằng cái ánh mắt đó? Trước khi mà lên chương trình thì Tâm Đoan có dặn mấy cô là nhớ lại cái câu mà cái câu nào mà anh Hữu Trị anh dùng nhiều nhất khi mà anh la mấy em. Bây giờ quý vị ơi, này là Hữu Trị bị gà. Anh ơi, kỳ rồi anh đã lên rồi, quý vị đã biết nhiều về anh rồi, cũng như là biết là anh thét ra lửa. Thì hôm nay mình sẽ nghe coi là anh thét ra lửa, nhưng mà ra cái câu đó là câu gì. Thường thường anh Trị, chú Trị hay nói câu gì khi mà la mấy đứa? Chú Trị nói là mấy em múa, mấy em bỏ feeling vô, đừng có giống như con búp bê mà bỏ pin vô múa. đừng có giống như cái gì, con búp bê mà bỏ pin vô múa, nó không có feeling gì hết, cứng đờ. Dạ, tại chị cái câu này chị cũng hay dùng cho rất là nhiều người chứ không riêng gì mấy em. Tức là tại vì thực ra mà nói múa nó không có đơn thuần là cái động tác, và nó phải có cái linh hồn trong đó thì mới gọi là múa. Chứ nếu mà quơ tay quơ chân thì giống chị hay nói mấy em là đừng có múa giống như là mấy con búp bê mà bỏ pin cho cái nó cử động, nó không có hồn. Thì cái ý là chỉ vậy thôi, cái ý là phải bỏ cái linh hồn vô cái động tác chút xíu. Nó rất là dễ thương. Dạ. Em thấy cái này dễ thương chứ, tại vì trong cái múa thật sự phải có cái diễn xuất. Quý vị biết là đối với người ca sĩ thì khi mình được hát là đó là một cái cách để mình biểu hiện cái cảm xúc của mình thì nó cũng dễ. Ví dụ mình hát cái lời nó buồn thì mình diễn buồn. Còn đối với những vũ công thật sự rất là khó, tại vì không có cái lời đối thoại. Có thể chia sẻ với chị là làm sao để mà em diễn được như vậy không? Thường là em múa em không có suy nghĩ, em chỉ nghe những cái bài hát, những cái lời hát, những cái nhạc nó đang nói về cái gì, ca sĩ đang hát về cái gì, về ý nghĩa gì, thì tụi em sẽ diễn theo cái lời hát của ca sĩ, cái nội dung của cái bài hát như vậy. Những khi một bài buồn thì mình diễn tả được cái sự buồn, lời vui thì mình phải tươi, đó là theo em là có bí quyết thôi. Thôi bây giờ thì cô hỏi Vi Lô đây là khi mà con múa con diễn thì con phải làm sao? Con tên bài đó con hỏi chú chị, ủa chú chị bài này buồn hay vui vậy? Rủi gì chú Trị lộn sao? Chắc không có đâu. Chú chị không nói đối xử con vậy đâu. Thực ra mà nói thì cũng hay dặn các em này, nhưng mà cũng có một cái diễn tả trong một cái bài, trong một số bài hát nó hơi khó với mấy em, là chị hay dùng từ là giống như là happy face, tức là không có vui mà cái mặt happy thôi. Thì cũng một số bài nó cần phải vậy đó. Trời, tức là không có cười, đừng có cười lên. Em nghe em còn hiểu nữa, sao mấy em bị đơ đó chị. Tức là cười mà cười không có được. Những cái bài múa nó không cần cười, đừng có cười tươi lên mà cần cái mặt happy thôi. Happy face. Okay. Thí dụ như là được. Bài Gái Xuân vừa rồi cho Hà Thanh Xuân đã dạy những cái dạng như vậy. Nếu mình cười lên quá thì không được. Nó không phải là một cái bài múa vui tươi để mà cười lên, nhưng mà nó cần một cái mặt happy, cái mặt thì cái đó thì chị mà các em nói nó hơi khó cái đó nhất so với mấy em muốn theo như chị biết. Như vậy bài Gái Xuân thì happy face vậy, cái bài của em Ai Lên Xứ Hoa Đào là bài của Đoan thì không cần diễn tả mặt, từ cái quạt che mặt hết. Là không có face gì. Không cần diễn tả cái quạt che hết mặt đúng không em? Cái điều mà anh trong lúc mà anh tập múa đó, mà hầu như cái chương trình nào vậy lúc nào nó cũng xảy ra, có một cái điều gì đó mà lúc nào cũng bị một cái vấn đề đó mà làm anh coi như là bực tức nhất, có hay không? Thực ra mà nói có một cái mà lúc nào cũng làm cho chị stress hay là có thể là lớn tiếng trong lúc tập vợt là cái time nó không đủ, nó đoạn cái thời gian nó không có đủ cho mình á. Nhiều khi chị schedule với mấy em là ngày hôm đó phải xong cái number đó để ngày mai làm cái number khác, thì nhiều khi các em tập hơi chậm, nhiều khi nhiều bữa các em bệnh hay các em không có feeling good thì các em sẽ bị chậm, thì bị trễ, nhiều khi phải còn dướng một chút xíu qua ngày hôm sau. Thì cái đó là cái mà chị dễ nổi nóng nhất, tức là chị biết là nó sẽ trễ. Nhiều khi mấy em nó không có biết trong đầu thì tính toán cái gì, thì các em nghĩ không xong thì ngày mai xong cũng được, nhưng mà chỉ có mình chị thôi, thì nhiều khi thì cái đó làm cho chị dễ nổi nóng nhất. Có cái cách nào mà để khắc phục cái điều đó trong tương lai không? Tất nhiên là mình planning một cái bài hát nó sớm hơn ha, để mình có thời gian mình tập dượt hơn cũng hả? Cũng khó nói lắm đó, tại nhiều khi bên trung tâm cũng đưa cho chị những cái number rất là trễ, last minute, rồi nhiều khi thay đổi nữa đó.
nhiều khi giống như vừa rồi làm một cái bài Xuân ca cho từ đầu thì nói là làm cho một mình cô ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung hát, nhưng mà sau đó thì đổi lại là cho tất cả những ca sĩ ra hát mỗi người Dạ. một câu. Thì nói thì thấy dễ nhưng mà đối với tụi chị hay là mấy em là cả cả một vấn đề, là nó khác hẳn Tại vì nó đổi hai cái ý nó đổi tưởng. hai cái ý Dạ. tưởng khác hẳn. Rất cảm ơn anh chia sẻ cái điều đó. Tại vì thưa quý vị, là khi mà quý vị xem xong một màn trình diễn cũng như là một chương trình thì quý vị có thích, bên cạnh đó thì cũng có những người không hài lòng về 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 nhiều cái vấn đề khác nhau, và đặc biệt là những bài múa thì luôn luôn là được cái sự phản hồi là nó hơi khắt khe hơn một tí. Tuy nhiên là ví dụ như là trong cái bài múa của Tâm Đoan Em Đi Chùa Hương mà tại sao nói nón quai thao mà lại cầm quạt, đúng không? Rồi các bạn cũng đã bàn luận rất nhiều. Thì thưa quý vị, là đôi lúc trong nghệ thuật thì chúng tôi cũng làm những cái ý tưởng cho nó Mới khác, nó khác lạ mới, một chút nha. đôi lúc nó không có theo hẳn cái lời trong bài hát, nhưng mà nó tạo một cái không khí mới cho quý vị là những người xem, đặc biệt đó là những cái nhạc phẩm mà đã được trình diễn rất nhiều lần rồi. Mà mong quý vị hiểu là đằng sau những cái ca khúc đó có rất là nhiều cái sự chuẩn bị, tập dợt, cũng như là Mồ cái hôi thì thậm chí là mồ nước hôi, nước mắt. mắt. Nước mắt là vì đang tập múa, vừa bị bệnh vừa sinh nhật mà không có được về nhà nghỉ, mà coi như chú Trị bắt ở lại tập múa, là Vi vẫn vừa khóc, dở khóc dở cười để tập. Thì em cảm ơn anh cũng như là cảm ơn các em rất là nhiều đã dành thời gian ngày hôm nay để lên chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả. Bây giờ mời mỗi một người có lời chào đến quý vị khán giả trước khi mình tạm biệt. Vi, em đừng có khóc. Hôm Hôm nay đâu có tập múa đâu giờ con chào khán giả. Kim La cái cũng chào quý vị khán giả, và cảm ơn chị Tâm Đan đã cho em cơ hội đây để tâm sự về nhóm múa của em. Hữu Trì cũng thay mặt các em trong nhóm múa cũng cảm ơn Tâm Đoan, Dạ. cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe những cái câu chuyện nhỏ nhỏ của tụi này trong trong cái tập giờ. Thì rất là mong quý vị thông qua chương trình này thì hiểu thêm công việc của các em dancer cũng như hiểu thêm công việc của tụi này để thông cảm hơn nhiều cho cái công việc của tụi này. Và mong rất là mong được sự ủng hộ của mọi người để cái nhóm múa càng ngày càng mạnh hơn Dạ. và sẽ có những cái bài múa hay hơn nữa. Cảm ơn anh. Cảm ơn mấy em đã lên Asia Channel, cũng như là cảm ơn mọi người lúc nào cũng làm việc thật là mệt nhọc để tăng thêm cái phần phong phú cho bài hát của những người ca sĩ như là Tâm Đoan. Và đối với Tâm Đoan thì một cái phần trình diễn không thể nào mà gọi là hoàn mỹ nếu như không có công sức của tất cả mọi người. Tại vì tất cả đều là một trong cái bài hát đó, thì Tâm Đoan rất là cảm ơn mọi người. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày bình an và hẹn gặp lại kỳ tới với Asia Channel cùng với Tâm Đoàn. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mơ hơi sương, cùng thấy mẹ em vẫn đầu soi gương. Khăn nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dải yếm đào, quần lính áo thẻ mới, tay em cầm chiếc nón quai thao, chân em mới tròn 15, em hãy còn bé lắm chứ mấy anh ơi. Giờ đi qua sông này, mọi người khách cũng qua, thẹn thùng em không nói. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà.
sâu.